Vì ba em không có ở đây, mà má em cũng lưu lạc lâu rồi, cho nên không có ai đỡ đầu cho em ăn học. Cho nên em muốn qua bển cũng là dù sao dòng máu, để coi như là có tương lai ăn học. Em muốn ăn học. Ba thì quá già, mẹ mới mất. I have just lost my mother and my suy nghĩ của mình trong đầu cảm thấy như là những người người mẹ. Dạ, vì ở trước nay là bà già cũng quan hệ của Mỹ, mà bà già nuôi đã ra xong bảo chị mồ côi lớn lên nhờ bà nuôi chị qua đời, chị quên một thân cũng là trai mồ côi không biết gì, thì có một máu lai được vinh mũ Mỹ cho lai xuất cảnh của thì em đăng ký đi. Vinh cảnh quá khổ ở Việt Nam này, những người không sống được chữ cũng không biết, nó khó khăn không biết thì cũng mang vào kỳ. Qua một vài cuộc về vài nét về cuộc sống của mình trước khi đến trại này. Hồi em ở nhà là em đi làm rẫy, đến khi mà em làm cái bố mẹ nuôi á, mình ở không có tình thương, bắt đầu người ta đánh quá con mới đi vô đây. Before mẹ đẻ của em mất rồi. Từ mà mẹ sanh ra giờ coi như là năm nay là 21 năm con không biết tin tức gì. Từ bé mới đẻ là mất mẹ luôn à? Dạ. I lost my mother 21 years old, and she has lost her mother for 21 years. 21 years. And the other people, the Vietnamese, outrated her. What is the behavior of Vietnamese towards? Xung quanh người ta đối xử thì vẫn tốt. The people living beside me, nhà người ta mẹ nuôi. Thì ông bà năm nay cũng già rồi mà thầy cũng làm rẫy. Lên con cũng đi làm nhưng mà tại vì ông bà mình thiếu tình thương á, nhiều khi làm thì cũng không vừa ý, người ta đánh mình đó. Xong lên con đi làm nhiều cái mà đánh nhiều quá con sợ con mới đi vô đây đó. I feel regret when I have to leave to the US. Thì con ở nhà thì đi làm nhưng bạn bè thì vẫn quý mến, nên bà con đi thì con cũng buồn thôi. Quen đây rồi, em nói tiếp. Thì ba con ở bên đó mà con ở bên này cũng không được ăn học, nên cũng muốn về bên đó để gặp ba để mà đi ăn học này kia. Nhưng mà thiếu tình thương nhiều. Chỉ biết là con nhỏ từ hồi mẹ sanh ra con lớn nên giờ con mới nghe ta nói thôi chứ con không biết. Mà để mà cha con thì có tình thương với nhau thì con để con còn được đi ăn học. Bên này con thiếu tình thương mới không được ăn học. I wanna go to the US because when I work để mà tìm được bố mình bên đây, ba mình bên đây. Thì em về bên đó để em cũng viết thơ để con nếu mà biết được thì về ở với ba. Viết thơ gửi mình không biết địa chỉ ở đâu. Dạ không, thì con về con cũng hỏi thôi chứ con không có biết được. Thì phát biểu khi một số người mà em vừa nói, những người mà người ta có thể biết về bố mình, thì em có nghĩ là họ biết như thế nào về bố mình không? Hồi mà mẹ con sanh ra là coi như là con ở trong cô nhi viện. Khi mà ma Sơn, hồi đó Sơn nuôi con á, đến khi con lớn con mới về ở bố mẹ nuôi. Cho nên giờ Sơ đổi dòng rồi thì con không biết giờ Sơ ở đâu hết. Nhà sau này con cũng phải đi tìm Sơ ra thì con mới biết được địa chỉ ba con. Em nói là em ở đây thì cũng sống nhưng mà thì em thiếu tình thương. Cho nên em muốn về bên đó để tìm được cha mình, sinh sống cha con để có cái tình thương mới được ăn học. Tới mà sống quan tâm này thì thấy nó cũng thoải mái, còn cái vụ cha rồi này kia thì đâu có biết. Ở nhà hả? Thôi ở nhà. Ở nhà thì có bà già, sống với bà già, gia đình. Sống với mẹ đẻ. Thì thời gian.
Tại vì ba cũng có ông chồng sau này đó, rồi thấy cuộc sống cũng khó khăn với hai đứa nhỏ đó, thấy cũng khó khăn rồi, thay vậy mới thấy khổ. Nếu cuộc sống ở đâu sống được thì mọi người sống được thì em sống được, chứ không có gì đâu để gọi là khó. Dạ, bây giờ cuộc sống ở đây em thấy là em thua kém với anh em bạn bè ở đây nhiều quá, thành thử chính phủ Mỹ có ra lệnh đi em để đi qua bển để ăn học rồi sau đó để làm như mọi người ta thôi, chứ ở bên đây sao nữa em qua bển em thì sao nữa em cũng qua bển em gắng ăn học hành và giữ gìn sức khỏe để lao động tốt cho được nhiệm vụ của con rồi. Giờ em muốn sang qua bển để gặp lại ông già. Không biết là anh là đi bạn của bạn, bây giờ so với một số bạn bè xung quanh dạ em cũng thấy em được may mắn. Em tìm việc làm không ai cho em làm hết, thì em cứ quanh năm suốt tháng giữ trâu chứ bò đồng ruộng, giữ trâu chứ bò đồng ruộng không, mà tại vì em làm thì không ai cho em làm hết, em cứ mãi ở dưới quê thì không có việc làm, em giữ trâu chứ bò quanh năm suốt tháng vậy. Dạ vì hồi trước hôm nay là bà già cũng quan hệ của Mỹ, mà bà già nuôi trải ra xong bảo chị mồ coi lớn lên nhờ bà nuôi chị qua đời, chị quên một thân cũng là trai mồ coi không biết gì, thì có một máu lai được quân mũ Mỹ cho lai xuất cảnh một kỳ em đăng ký đi. Quân cảnh quá khổ ở Việt Nam này, những người không sống được chữ cũng không biết, nó khó khăn không biết thì cũng đăng một kỳ. Cái của em ấy, thì nó sang Mỹ kiếm việc làm này đó, không biết anh ở Việt Nam là biết sống hay thế nào. Sống ở Mỹ là cũng làm cũng thoải mái hơn Việt Nam, những việc cũng quá thích, ở đâu cũng có làm tập nghề. Ở Việt Nam dòng máy lo tương lai của mình phải về đó, anh phải về chứ không quanh phủ Mỹ không ra điều kiện thì cũng ở Việt Nam cũng sống cũng làm. Cho nào cũng làm, không có một điều kiện như thế nào.